Đây là chúng tôi đang bê hàng hai kiện của chiếc tủ bầu, tủ chậu bầu của anh Lương để đưa vào trong kho để chuẩn bị tí nữa đưa lên xe chuyển vào Sài Gòn cho anh. Đây là tôi, kỹ sư Đức vừa vi chuyển cái hai kiện hàng này từ đồ gỗ Đức Hiền đến cái bãi xe Nam Bắc. Và cái kiện cũng nặng đấy các bác, đông người bê cả. Đây là bãi xe Nam Bắc, chúng tôi thường xuyên chuyển hàng đi các tỉnh phía Nam. Và clip này chủ yếu là để anh Lương đã nắm được là hàng đã đang ở bãi xe rồi. Và có lẽ chừng độ 3 ngày nữa là sẽ vào tới Sài Gòn.